Hello anh em, thì bên mình bữa nay vẫn còn phiến mãi miễn phí ship và tặng thêm cho anh em là một gói cám ha Và mình sẽ cập nhật uh, gần 20 dòng cá với màu khác nhau Thì hiện tại là cái uh, mình sẽ quay từ dòng từ dòng đầu tiên cho anh em xem Thì đây là một cái dòng đầu tiên này, anh em, là dòng uh, full gold thủy sinh ha Ở đây thì xây cá 2 tháng nha anh em, là anh em có thể so sánh cái xây cá với lại cái ngón tay của mình ha Đó, hiện tại mình có tầm 200-250 con Cái này thì mình đi cho anh em là một lần 50 con sẽ là 300k và mình miễn phí ship ha Đó và tặng thêm cho anh em là một gói cám cá như clip nha anh em là máy gen và chống là chống ghi bông ha đó tí xíu nữa mình sẽ lên hàng full gon ghi bông hàng full nắp xanh giá cực kỳ mềm cho anh em chơi luôn rồi tiếp tục là dòng Dumbo Big Air Super Sọt nha anh em hàng này là hàng sọt body ha anh em thấy nó cực kỳ ngắn luôn và bộ cái bộ tb rất là xanh và đậm ha đó nó lên vẫy là rất là sáng nha anh em anh em thấy cái trắng lên cái vẫy là tay rất là sáng ha ở đây thì mình quay đầy đủ à, cá trống và cái máy cho anh em xem Cái này thì mình đi cho anh em là 100k một cặp Còn anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 400k à, Cái bộ Dumbo Big Air Super Sort này thì mình sẽ bao cho anh em làm giống luôn ha Là nó thần về cái độ sọt đó anh em Đó Cái này con nó để ra nó sẽ ngắn ha Cái này hiện tại thì mình không có số lượng nhiều để phục vụ cho anh em nha Thì mình còn tầm hơn 10 đôi cho anh em nào mà sở hữu thôi à. đó. Rồi tiếp tục là hàng full gold ghi bông tay bê bấm full nắp sành nè anh em. Thì size cá là size 2 tháng rưỡi cho tới size 3 tháng nha. Đó xoay cá hiện tại nó âm chứng. Ở đây thì hàng làm giống nên là mình không có ghép chống máy sẵn nên là cá chỉ âm chứng thôi. Cái này thì mình đi cho anh em là 120k một cặp. Anh em bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 300k. Bên mình sẽ tặng cho anh em là một gói cám và kèm theo đó là mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Cái này là mình quay cận cảnh, cảnh cho anh em xem nè, là cái vảy lên rất là đẹp nha anh em. Và cái màu nó rất là sạch ha. Đó nó giống như vậy là một cái nguyên cái thỏi vàng luôn á nè nó cực kỳ là sáng luôn rồi cái tiếp đó là dòng rồng à, xanh hắc môn bds full tia nha anh em anh em thấy cái đuôi nó khá là to ha và cái bay nó rất là to luôn ở đây là mình quay cho anh em là con cá nó tự nhiên nó không có ăn atomer thường thì mà mình quay keo số á thì mình cho atomer á thì nó sẽ bung bự hơn nha anh em còn đây là một cái con cá tự nhiên nè anh em thấy nó khá là nét ha cái đuôi tia nó rất là nét cho anh em cái này hàng tiễn giống ở bên mình là mình đi cho anh em là 150 k một cặp ha đó hàng là chất lượng nha anh em à, anh em thấy cái bảy gồng nó lên chất thăng luôn nha đó rất là sáng luôn là gồng xanh hắc môn bds full tia đó tiếp tục là dòng gồng đỏ ghi bông hắc môn bds thường thường thì anh em chỉ thấy gồng đỏ h môn bds thôi nhưng mà cái bộ cá bên mình thì đợt này mình có lên hàng ghi bông hắc môn bds nha anh em thì trên thị trường thì cũng có nhưng mà hình như là số lượng cũng chưa có nhiều anh em thì đợt này mình đi cho anh em là 120k một cặp cho anh em nào mà à, bắt về làm giống ha. Anh em thấy cái đuôi nó tia khá là ok nha. Mà cái bay nó khá là ok luôn anh em. sai cá hiện tại là cá nó còn tơi. Anh em về chơi thêm một thời gian cũng như là chơi thêm 2 tới 3 tuần nữa thì con cá nó sẽ bung theo và đẹp theo thời gian nha anh em. Cái này thì anh em bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 300k và bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha thì anh em nào mà mua nhiều ở bên mình á thì mình sẽ hỗ trợ giá cho anh em chơi hoặc là mình sẽ tặng thêm cá cho anh em và tặng thêm cám cho anh em mình về sử dụng cho cái việc nuôi của mình ha đó rồi tiếp tục là dòng full get bds màu đỏ tươi nha anh em ở ngoài nó sẽ đỏ hơn là trong clip mình quay cho anh em xem tại vì trong clip mình quay á trong một cái nền đen mà nó có đèn á, thì con cá nó sẽ hơi nhạt tí xíu à, lúc mà anh em nhận hoặc là anh em nhìn ở ngoài á thì nó sẽ màu đỏ đậm hơn nha đó cái này thì là full gate bds nè hàng này là hàng vây lưng to và đuôi to anh em thấy cái vây nó khá là tròn ha cái này thì mình bán cho anh em về làm giống á hoặc là anh em nào mà có nhu cầu chơi chơi thí sinh á thì anh em có thể bắt những cái dòng cá mà full đỏ như thế này ha cái này thì mình đi cho anh em là 100 k một cặp anh em bắt combo 3 cặp sẽ là 240 k ha à, rồi tiếp tục là dòng cá mà mình sẽ xả trong một cái ngày hôm nay nè là dòng full Blue bờ anh em thấy nó full phun uh, thăng ha full màu full đỏ full thăng màu đỏ full thân và hai tay bê lên một cái xanh blue cái này thì do là bên chợ mình có số lượng nhiều nên là mình sẽ xả thêm một lần là 10 cặp nha anh em 10 cặp sẽ là 250k ha còn em nào mà bắt uh, 5 cặp á, thì sẽ là 150k cho anh em nào mà chơi 5 cặp còn anh em nào bắt 10 cặp á, thì sẽ là 250k ha nói chung là anh em mua càng nhiều ở bên mình thì mình sẽ hỗ trợ giá cho anh em càng tốt nha đó ở đây thì mình ship đơn từ 200k trở lên nha. Anh em lưu ý giúp mình ha. Còn anh em nào bắt đơn từ 300k trở lên thì bên chợ mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Đó. Rồi tiếp tục là dòng cá vẫn là hàng vây lưng to và đuôi to nha anh em. Mà nó là một cái màu xanh blue da băng. Đó. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Còn anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 200k. Số lượng hiện tại còn ít nha anh em. Không có nhiều ha. Tại vì cái dòng cá mà vây to mà đuôi to mà cái giá mềm như thế này á thì có rất là nhiều anh em mình săn đón luôn đó thì cái này anh em có thể làm giống được là làm giống ok nha anh em à, cái này thì mình sẽ bao cho anh em làm giống luôn tại vì nó rất là thần cái bộ game nó rất là thần anh em nó để ra sẽ giống bố mẹ nó cái tỷ lệ khá là cao luôn đó và anh em có thể chơi thí sinh trên một cái hậu kính cũng được ha nếu mà anh em chơi hậu kính thì anh em sẽ thấy được toàn diện của bài đẹp của con cá của mình nha rồi tiếp tục nó là dòng HP Yellow nè HP Yellow này thì nó có một cái màu vàng ở đuôi Và nó có màu đen ở thân nha Đó Cái hiện tại thì nó rất là lanh và sung luôn Cái này thì mình đi cho anh em là với cái giá cũ luôn là nó sẽ mềm hơn là khám Là 40k một cặp Anh em bắt combo 5 cặp á Thì sẽ là 150k Có những bộ gen cái màu Nó vẫn là cái tên là HP Yellow Nhưng mà cái màu nó sẽ nhạt hơn nha anh em Nên là cái giá nó sẽ rẻ hơn Anh em có thể so sánh chất lượng nha Đó còn đây là anh em thấy có thể thấy là cái màu vàng ở bên của mình này, nó rất là đậm nha và cái cái màu đen ở trên thân nó lên rất là đậm luôn. Đó, thì đó mới đúng là HP Yellow nha anh em. Rồi tiếp tục là dòng Metal Blue nè. Cái này nó một cái màu xanh và nó có quai văn trên thân. Hoặc là anh em mua về anh em chơi trên hồi kính cũng được nha. Đó. Cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k đó. Thì cái dòng cá này dành cho anh chị em nào mà thích những cái quay văn trên thăng và nó có những cái chấm bi ở đuôi á Thì anh em có thể bắt lại cái dòng Metal Bluegat này ha Đó, Cá hiện tại khá là lên và sung nha anh em Và xây cá nó gần 3 tháng rồi Thì xây cá này là mình có ghép chống má sẵn cho anh em rồi Nên là anh em nào mà muốn về để cho sinh sản á Thì anh em có thể lựa chọn cái dòng này ha Còn về cái vấn đề mà bảo hành á Thì ở đây bên trại mình sẽ bảo hành cá sống khỏe tới tay tới cho anh em Anh em mà nhận cá có vấn đề gì á thì bên cạnh mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết ha đó rồi chuyển sang một cái dòng cá Bluetooth nha anh em đây sẽ có một cái vẫn là hàng vây lưng to và đu to luôn à, so với cái bộ mà BDS ở bên mình á cũng như là cái dòng Bluetooth BDS này á thì mình sẽ bảo hành cho anh em mình làm giống luôn tại vì mình sẽ bao cho anh em là bán à, cá và cá trống và cá mái cùng bộ gen với nhau ha dành cho anh chị nào mà bắt về làm giống cái này thì mình đi cho anh em là 80k một cặp anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 350k anh em thấy uh, cái vây cái đuôi nó khá là to ha và cho ăn nó cực kỳ là tha thức luôn nè số lượng hiện tại mình còn tầm 15 tới 20 đôi hả anh em là cá xây 3 tháng để bán cho anh em được á còn lại là cá nó còn tơi nên là mình chưa có bán cho anh em ha rồi tiếp tục là dòng HP Get Go thì hàng này là hàng tuyển ở bên chạy của mình cá thì cá nó còn tơi nha anh em cái bộ này nó còn tơi nhưng mà nó lên cái vây lưng cực kỳ to và nó dựng đứng lên luôn anh em thấy nó khá là to ha cái vây nó rất là to nha anh em và nó cái đuôi nó cũng khá là dày luôn nè cái vây nó dày mà cái đuôi nó cũng dày nữa nó dày cái kiểu mà nó xếp ly xếp lại á cái này thì mình sẽ bán theo chiêu cho anh em là 150 k một chiêu là một chống hai máy ha đó còn anh em nào mà bắt từ 5 chiêu trở lên thì mình sẽ giảm giá lại cho anh em mình nữa đó còn anh em nào mà bắt một chiêu hay là hai chiêu thì giá sẽ là 150 k trên một chiêu nha anh em chia chiêu ở bên mình á thì sẽ là một chống và hai máy ha À, cái này hiện tại thì mình có tầm 10 triệu ô anh em đó rồi tiếp tục là dòng mà gồng xanh gen h bds à, full latinum anh em thấy là lên cái vảy platinum khá là kính luôn cái vảy gọng nó rất là kính luôn anh em nó dày á và nó lên hai tay bông ha à, cái này là gen h môn bds em là nó giống như cái đầu video mà mình quay cho anh em xem vậy đó nhưng mà cái này mình nó bị bể phơm á là cái đuôi nó không có tiên cái tiên nó không có còn nét nữa nên là mình bán hàng top view cho anh em chơi ha nhưng nó là vẫn là một cái bộ gen của Hormon BDS cái này thì mình đi cho anh em là 70 k một cặp anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 300 k đó xây cá hiện tại là hai tháng rưỡi nha anh em anh em thấy hai cái tb bông lên tay bê bông khá là đẹp ha đó. đó rồi tiếp tục là dòng mà dumbo coi latinum anh em latinum là cái vảy kim tiến ở trên thân á, là nãy giờ mình nói là nói cho anh em nào chưa biết á, ha là cái lớp latinum là cái lớp vảy kim tiến ở trên thân anh em đó, đó nó rất là sáng ha thì cái này là Dumbo Coil Latinum anh em cái này mình đi cho anh em là 100k một cặp anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 400k cái hiện tại nó lên đầu coi khá là đậm nha anh em ở đây là mình quay trên một cái nắng trực tiếp vào con cái cho anh em xem luôn là cái màu nó thực tế nhất có thể ha đó anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 400k số lượng thì mình còn tầm cũng 15 tới 20 đôi ha, anh em nó cũng không có nhiều nữa cái bộ đâm câu này thì hiện tại nó có ôm um, bầu nhẹ hả anh em đó. rồi tiếp tục đó là dòng gồng đỏ Lightning Park nha anh em thì cái này anh em cũng khá là quen thuộc ở bên chạy của mình ha cái này thì mình đi cho anh em là 50k một cặp anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k à, tia nó cũng khá là ổn nha anh em và cái đuôi nó cũng cực kỳ là tròn ha và body của cái máy anh em thấy vậy đó nó rất là to luôn xây khá là hai tháng rưỡi ha à, cái rất là lanh nha anh em anh em thấy nó ăn Atomia khá là lanh ha cái này thì mình đi nha, cho anh em là 50k một cặp. Còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k. Hôm giờ khá là nhiều anh em ưa chuộng cái bộ dumbo hắc môn ở bên mình luôn. Cá thì mình đây là mình show trên một cái hồ kính số lượng đông cho anh em xem luôn ha. Thì cái này lúc nào mình cũng có hàng nó cung cấp cho anh em hết nha. Rồi tiếp tục là dòng cá mà dành cho anh chị em mình tập chơi nè. Thì cái thứ nhất là nó khá là rẻ luôn anh em. Cái thứ hai là nó dễ nuôi, nó dễ sinh sản nữa. Cái này thì bộ lưu thật ra thì bộ lưu thời gian này mình đi cho anh em là combo 6 cặp à, combo 6 cặp thì sẽ là 150k ha cái này anh em có thể nuôi theo bài đàn cũng như là anh em mua về có thể thả hồ nông bộ hay là những cái ao sen hay là hồ thí sinh tùy anh em thích ha hoặc là anh em thả trên những cái khay nhựa hay là thùng xốp đều được nha anh em anh em nhìn từ trên xuống cũng như là nhìn chơi tích view á là nhìn từ trên xuống á thì sẽ thấy là cái đầu xanh trên đỉnh đầu ha lúc mà trời nắng á thì nó sẽ lên rất là đậm nha anh em Đó. cái này thì mình quay cho anh em là trong một cái phông nền màu đen và nó có đèn ở trên. Còn anh em mua về anh em chơi ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ha.